kinh nghiệm của máy tính, laptop, thiết kế đồ họa và những phần mềm dựng phim. Trước khi xem clip này, các bạn nhớ nhấn vào nút like và ký kênh ủng hộ mình nhé. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại dưới phần comment của mỗi clip. Arigato gozaimasu. Rồi ở trong After Effects mình hiện tại mình đã có hai cái phông chữ như thế này đây, cùng một nội dung nhưng mà hai phông chữ khác nhau, thì cái phông này thì nó hiện chữ bình thường, còn cái phông này nó bị lỗi nè. Các bạn để ý thì những cái chữ mà có dấu á, nó sẽ bị nó bị khác thường như thế này đúng không nè, còn cái chữ không dấu thì nó sẽ cái phông chữ nó bình thường. Đây hai cái chữ Nha Trang này, hai chữ Nha Trang này không dấu này, thì đây cái phông chữ này nó là bình thường này, còn mấy cái chữ như Cường này thì chữ Ư, chữ Ơ này có dấu này, chữ Ư này có dấu này, chữ ấy này, chữ Á này đó. Thế thì cơ bản là vì cái phông này nó không có hỗ trợ tiếng Việt nên là các bạn chỉ có thể gọi tiếng Anh thôi, còn tiếng Việt mà có dấu là sẽ bị lỗi. Các bạn chỉ có thể dùng bản mã cái phông của nó là phông dạng như Vani hoặc là UTM hoặc là UV gì đó, UVM gì đó chẳng hạn ha. Thì kêu những cái phông đó sẽ hỗ trợ tiếng Việt có dấu. Ở đây ví dụ như mình thử đi, mình thử chọn hết đây này, phông này bình thường này, nó không bị mất phông này, không bị lỗi này đó, phông này bình thường không bị lỗi này nha. Đó, còn với cái phông nó không hỗ trợ là hầu như là nó sai luôn cả dấu luôn. Ở đây máy tính này mình nó ra thành mẩy này ha. Còn cái này là y này, nó ra thành á nặng luôn rồi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mình muốn vẫn thích sử dụng cái phông này thì mình làm sao ha? Mình vẫn thích dùng, ví dụ như đây mình đang sử dụng, mình thích sử dụng cái phông đó là phông Faran này rồi. Ok, thì mình bây giờ mình sẽ có cái mẹo chia sẻ như các bạn này. Thì đầu tiên các bạn viết nó bình thường ở chế độ là không dấu nha. Đây, bây giờ mình sẽ viết nó chữ. Thì nó đang bị dính cái phông. Đối với lại cái phông mềm này á, là khi mà những cái phông nó không hỗ trợ có dấu á, thì nó sẽ tự động nó chuyển về cái phông đó, tự động nó chuyển về phông Times Roman hoặc là Arial rồi đó nha. Còn ở đây thì mà các bạn để ý, các bạn khi mình gõ này nó không có còn dính cái phông đó nữa, lúc này nó là cái phông cái Times Roman rồi. Rồi thì cái mẹo đó là các bạn gõ từ đây này đó, thấy chưa. Rồi ở đây chữ Cường này, chữ Y đúng rồi này. Rồi tiếp theo mình bỏ chỗ này đi, mình sẽ sửa đúng không, chỗ này chưa sửa đúng không. Mình sẽ cũng không được này. Rồi để chữ rồi ok, máy nó này có nghĩa là bạn viết cho mình không giấu hết toàn bộ nha. Ở chỗ này viết mình không giấu hết toàn bộ rồi. Bây giờ mình sẽ có cái mẹo này thêm dấu vô cho nó này. Bạn sẽ nhân đôi cái này lên. Cái này mình không cần nữa, mình sẽ xóa cái này đi nha. Các bạn sẽ nhân đôi cái này lên nha. Ctrl D cho mình. Đó, Ctrl D. Bạn sẽ có một cái layer như thế này. Rồi, ở đây các bạn sẽ, ví dụ như đây chữ chữ Ư đúng không? Chữ Ư đây này, chữ Ơ đây này. Thì mình sẽ viết cái dấu này. Mình đã, mình sẽ viết cái dấu hỏi này không thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại, rồi mình để trên này cho nó. Lúc mà phóng to á thì các bạn giữ shift cho mình nha. Đó, lúc mà scale giữ shift cho mình này, rồi xoay cho nó một tí. Đó, ok. Okay, như thế này đó, cái mẹo. Rồi chúng ta lại tiếp tục nhân đôi này lên đó, anh chưa Cường ET sửa nó này, mình sẽ nhân đôi tiếp nó này. Rồi ok,
sẽ xếp vào luôn đi. Sửa máy tính Nha Trang rồi, hết hết cần chữ ư rồi. Tiếp tục là cũng dùng tiếp tục cái mẹo đó, mình sẽ nhân đôi nó lên, nhân đôi bất kỳ một cái dấu nào đó. Ở đây là sửa đúng không, ở đây mình sẽ cho nó to lên lên này. Ok nhá, cái này mình bỏ nó đi, bỏ cái dấu này đi. Này ra nhìn là giống từ sữa rồi này. Rồi tiếp theo nữa là dấu huyền với cường nha, mình sẽ nhân đôi cái dấu này đi. Ctrl D để nhân đôi nha, mình sẽ thay nó bằng chữ đó, thay bằng dấu này thôi. Okay, thấy nó mỏng manh quá thì mình cho nó to lên một tí. Rồi cường ET tiếp tục nhân đôi cái này lên, mình sẽ cho xoay ngược nó ra. Ok này, sửa máy này. Rồi, thành ra là cường IoT sửa máy tính Nha Trang rồi này. Được chưa? Đó là cái mẹo để mà nó còn bước này nữa. Ở đây vấn đề đặt ra là khi các bạn di chuyển cái khách chữ này này. Nè, các bạn di chuyển này, thấy không? Nó sẽ bị nó không dấu, nó mấy dấu nó không đi theo này, nó bị lỗi cái chỗ này này. Thì các bạn sẽ chọn hết cái phần này, phần dấu này cho mình nha. Các bạn tiếp vào đây này. Đó, các bạn tiếp vào đây hoặc là tiếp vào đây để cho thấy. Được. Các bạn những cái vòng xoáy ốc này nè, các bạn sẽ kéo xuống cái vòng này cho mình. Đó là khi các bạn di chuyển này này nha, đó tự động nó di chuyển tất cả con dấu luôn. Ở cái này các bạn có thể khóa luôn cho mình, nhờ chọn hết tất cả và nhấn Ctrl L, đó nó sẽ khóa luôn. Lúc này các bạn chỉ cần di chuyển mấy cái này thôi, rất là tiện cho các bạn luôn. Các bạn có thể scale nó luôn, chưa, nó sẽ tự động scale hết toàn bộ luôn. Và các bạn chỉnh và giấu không được đó, các bạn giấu rồi, các bạn có muốn di chuyển từng dấu, nếu mà các bạn muốn di chuyển từng dấu lại á, thì các bạn bỏ cái khó này đi nha. Còn nếu có khó thì nó sẽ chỉ tương tác được cái này thôi. Ok, thì đó là một cái mẹo để mà sửa lỗi những cái phông mà nó không hỗ trợ tiếng Việt có dấu. Chúc các bạn thành công. Nếu có clip thứ hai thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye, and see you next time. Mình là Cường EAT. It's always